Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Số điện thoại của bên em là 0988646683. Thì thưa các bác, hôm nay thì đó là một cái video mà test một số những cái đơn hàng ở đây. Thì cái đơn hàng đầu tiên ở đây thì đó là một cái đơn hàng gửi cho chú Vũ ở bên Long An, Cần Giuộc, Long An. Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Các bác thấy đây là một loạt những cái dòng cục đẩy công suất của rất là nhiều những cái hãng khác nhau này. Phía đằng xa kia là những cái dòng bàn mixer, rồi những cái dòng loa full. Ở đây là những cái dòng mà loa súp rồi cục đẩy công suất. Và ở phía đây thì đó là những cái dòng vang cơ, vang số, thì có rất nhiều những cái mã model hàng khác nhau nữa. Và phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài của rất là nhiều những hãng. Và kho hàng ở bên em ngoài này thì cũng có rất là nhiều những cái model hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì thưa các bác là quay lại cái vấn đề là video test hàng trước khi mà gửi đi cho khách hàng. Thì chú Vũ ở bên Long An thì chú có đặt lấy ở bên em là thứ nhất là một cục đẩy 4 kênh, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là BVK. Mà hôm nay thì có hai cái đơn của đẩy BVK đẩy 4 kênh. Đây các bác nhé, cái con đẩy BVK K8 các bác nhé. Đây ạ, BVK K8. Thứ nhất là chú ý lấy một con K8 này. Thứ hai nữa đó là một con vang số chỉnh cơ. Dòng cao cấp của bên DB Acoustic. DB Acoustic cái mã KM330 thì bán vô cùng chạy hàng. Các bác thấy được cái số lượng 330 bên em nhập về rất là nhiều. Vì cái hàng này bán cực kỳ chạy và khách hàng cực kỳ là yêu thích cái mã này. Tiếp đến đó là một cái bộ mic cũng của DB Acoustic, mã của nó là con DB45025 mã đấy ạ. Đây là cái con mic không dây DB45025 mã. Thì đây là cái đơn hàng đầu tiên em muốn nói đến và em sẽ test xong cái video này. Ở đây thì em sẽ bắt đầu đưa sản phẩm ra và dựng lên và test cho các bác. Thì thưa các bác, thì đối với cái hàng của DB Acoustic là một cái thương hiệu có chỗ đứng và sự tin cậy ở trên thị trường rất là cao, và người dùng đánh giá cao, rất là cao về chất lượng của sản phẩm này. Thì với mã là 450, mic 450 thì bán rất là chạy hàng, và đặc biệt là đối với những cái dòng vang số chỉnh cơ như này, vang số chạy chip số, tốc độ xử lý hay và chất lượng mà âm thanh rất là hay nhưng mà lại chỉnh cơ. Mã của nó là con 330 Pro các bác nhé. Ở đây em sẽ đưa hàng lên và test cho các bác. Thưa các bác, thì đang tiến hành làm, thì có bên đội chút nhôm đang đến thi công, thì em sẽ đưa sản phẩm ra ngoài để thử cho các bác. Thì trong cái video này thì em sẽ thử luôn cho các bác là cái loa full đơn bass 30 hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio, và mã con này là con KF212 các bác nhé, 212. Thì em cũng thử luôn cái dòng loa full này. Thì thưa các bác, cái đôi loa full thì em đã đưa ra rồi. Thì trong cái video này thì tiện là cái đôi loa full của bác Tuấn bên Bến Tre các bác nhé. Ở đây thì là loa full của nó là con KF212, trở kháng là 8 ohm, công suất maximum là 1400W các bác nhé. Đây là những cái thông tin của sản phẩm đây các bác ạ. Đây có hai rắc lưu trích để các bác cắm trong trường hợp mà các bác muốn lai sang nhiều loa. Dòng loa full đơn bass 30 KF212, hàng 100% chính hãng, thương hiệu là PS Audio. Đây là con đẩy K8 thì em đã đưa ra ngoài. Trong cái video này thì em lưu ý đặc biệt cho các bác là dòng đẩy chính hãng của BVK ấy, đối với dòng 4 kênh ấy, thì hiện giờ trên thị trường thì chỉ có 3 cái mã chính thôi. 3 cái mã chính là K4, K6, K8. Còn một số bác mua là K12, K20, K30. Thì thưa các bác là K12, K20, K30 hoặc là K10 là 100% là hàng nhái đấy. Và BVK người ta không sản xuất những cái mã đấy. Các bác lưu ý hộ em là như vậy. Trên thị trường là chỉ có mỗi K4, K6, K8 là hàng chính hãng của BVK thôi. Và trong cái mã K4, K6, K8 thì trên thị trường thì cũng bị làm nhái, làm giả rất là nhiều. Thì khi mà các bác mua thì các bác đặc biệt lưu ý. Và bên em thì cũng đã có rất nhiều những cái video giới thiệu cho các bác là cách phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái. Để mà phân biệt giữa hàng thật và hàng nhái thì chỉ có một cách là các bác phải tháo hết ốc máy ra, tháo hết ốc những cái ốc máy, và các bác phải quan sát linh kiện ở bên trong thì các bác biết là cái cấu trúc linh kiện mới được phân biệt được hàng thật hàng nhái. Còn giữa hàng thật và hàng nhái thì cái tem mác vỏ, kích thước vỏ cũng như là cái phần bề ngoài, tem mác phần bề ngoài thì nó giống y xì nhau, không khác cái gì cả. Nó chỉ khác nhau giữa hàng thật hàng nhái, khác nhau chỉ bên linh kiện ở bên trong này các bác nhé. Đây là con vang KM330 Pro các bác nhé. Con này thì có hai màu, màu đen và màu trắng các bác nhé. Màu đen này thì bán chạy hơn. Đây là cái khiển kèm theo, và đây là cái dâu anten Bluetooth, và kèm theo một cái tua vít để các bác chỉnh dây nguồn. Và ngoài ra thì bên em sẽ tặng kèm đầy đủ dây rắc cho các bác. Ở đây thưa các bác, thì mua vang ở bên em thì tặng kèm cho các bác là cái dây cáp quang dài 3m để các bác lấy đường tiếng. Thì trên TV, những cái TV đời cao, dây cáp quang hàng xịn như hàng hãng các bác nhé, dài 3m.
các bác lắp với cục đẩy công suất thì tặng kèm các bác là hai sợi dây ca lông hai đầu như này. Còn trong trường hợp mà lắp với âm ly thì em tặng kèm là dây ca lông ra hoa sen. Đây là cái dây rắc hoa sen hai đầu để các bác lắp với đầu đĩa đầu hát, đầy đủ phụ kiện kèm theo cho các bác. Đây là bộ mic không dây 450 2 la mã, cái phiên bản nâng cấp của bên DB Acoustic các bác nhé. Cái dòng sản phẩm mic này thì bán rất là chạy luôn. Bên trong sản phẩm đó là một cái đầu thu chính này, hai tay mic này, hai tay mic thì cái con này rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Đời cao có đầy đủ chế độ là tự ngắt, gia tốc, tự ngắt chờ có hết này. Đây là anten này, đây là nguồn này, đây là dây tín hiệu này, và đây là chống lăn này. Kèm theo đó là pin sử dụng một lần này các bác nhé. Thì thưa các bác là trong cái video này thì em muốn giới thiệu luôn cho các bác là cái dòng loa súp kép bát 50, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio, và mã sản phẩm là con này là con ES218 các bác nhé. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng nhập khẩu, chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Và em sẽ đưa cái sản phẩm này ra. Đây là cái tấm mút bao bọc xung quanh các bác này. Thưa các bác thì con này là cái dạng siêu trường siêu trọng luôn các bác nhé. Cái dòng súp kép bát 50 cực kỳ khủng khiếp luôn. Các bác sẽ nhìn thấy cái lớp sơn này cực kỳ phê luôn các bác nhé. Đây hàng cao cấp của bên PS Audio. Đây thưa các bác nhé. Đây là cái rắc cắm bằng sau về sau này. Mã của nó là ES218. Công suất của nó là maximum là 8000W các bác nhé, 8000W, trở kháng là 4 ohm. Con này thì nó là hai loa mắc song song với nhau này, là trở kháng rồi tụt xuống có 8 còn 4 ohm các bác nhé. Đây thì đợi độ nhạy này, để nhạy là 132 decibel, một số nhân tin, và mỗi một hàng chính hãng của BS Audio, mỗi một sản phẩm thì có cái số series riêng. Đây các bác sẽ thấy đây là cả một miếng nhôm, nhìn trông chất rất chất luôn, ốc là sử dụng ốc sao luôn các bác nhé, lớp sơn thì rất là đẹp luôn. Đây các bác sẽ nhìn thấy khủng khiếp không? Đây, dòng súp kép bát 50, hàng chính hãng PS Audio. Đây là logo của bên PS Audio này, mã QR của bên PS Audio. Các bác sẽ nhìn thấy những đường led cực kỳ phê luôn các bác nhé. Trong cái video sắp tới thì em sẽ quay chi tiết hơn về con sản phẩm này. Trong cái video này thì đưa ra để thử cái con đẩy K8 các bác nhé. K8 cái đơn hàng gửi bác khách đây. Có một cái đơn hàng hôm nay thì sẽ có hai cái con gà, hai bác khách lấy mỗi bác lấy một con K8. Bác khách này thì bác lấy thêm một con 330 Pro với cả một con mic DB 450. Và trong cái video này thì cũng có test luôn cái đôi loa này, gửi cho một cái bác khách full đôi loa full đơn bát 30 các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì có cái quyển sách hướng dẫn sử dụng của con K8 thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái công suất của con K8 các bác nhé. Đây thì với hàng chính hãng thì người ta chỉ sản xuất cái mã K4, K6, K8, đó là những cái dòng 4 kênh. Còn nếu mà các bác mua ở ngoài thị trường mà một số mác mua K10, K12, K20, K30 mà đến từ thương hiệu là BVK thì 100% nó những cái mã đấy là 100% nó là nhái rồi. Và ngay cả bản thân với cái mã K4, K6, K8 thì trên thị trường thì bị làm nhái rất là nhiều. Và em đã có rất là nhiều video là hướng dẫn các bác là phân biệt hàng thật hàng nhái rồi. Ở đây thì sẽ có mã K8 đấy, trong trường hợp mà các bác đánh chế độ là 8 ohm, loa là trở kháng là 8 ohm và chế độ là sit-te thì các bác sẽ có là 4 kênh công suất, mỗi kênh là 800W một kênh. Đấy là cái khuyến nghị về công suất ở công ty nha các bác nhé. Trong trường hợp là các bác đánh sit-te và trở kháng loa là 4 ohm thì chúng ta sẽ có 4 kênh công suất và mỗi kênh là 1200W. Còn trong trường hợp mà các bác chuyển sang chỉ đánh gộp thì chúng ta sẽ có con đẩy là chuyển thành hai kênh và mỗi kênh của nó là 2400W. Và trong cái trường hợp ở đây nhé, trong trường hợp cụ thể ở đây thì kênh số 1 và kênh số 2 em để chế độ sit-te là mỗi kênh là 800W, và kênh số 3 và kênh số 4 thì em chuyển sang chế độ đánh gộp, là cái con này nó đánh gộp và trở kháng của cái loa hiện giờ, cái loa súp kép này nó là 4 ohm đúng không, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta sẽ có cái trở kháng của nó là 2400W, 400W, và với cái trở kháng này là 8 ohm các bác nhé, 8 ohm thì nó là 2400W. Còn nếu mà trong trường hợp mà loa xuống 4 ohm thì chúng ta sẽ có cái công suất của nó là 4800W, 4800W trong trường hợp đánh gộp, cực kỳ khủng luôn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ bật lên. Nhắc lại các bác là kênh 1, kênh 2 là sẽ nuôi loa full. Đây ạ, mỗi bên là một chiếc loa full. Và trong trường hợp mà các bác sử dụng cái loa full đôi nhá, full đôi bát 40 thì con này full đôi bát 40 từ 200 côn 76 thì vẫn sử dụng thoải mái, đánh tiếng căng đét luôn. Và trong trường hợp này thì kênh số 3 và kênh số 4 thì em chuyển sang chế độ đánh gộp để đánh cái súp kép bát 50 này các bác nhé. Ở đây em sẽ đưa cái phần âm thanh lên. Thì khi mà các bác mới lắp đặt thì các bác sẽ đẩy cái phần công suất tiếng của con vang lên, sau đó thì chúng ta sẽ đưa từng kênh một, kiểm tra từng kênh một xem đã ok chưa. Kênh thứ nhất là kênh 1 này. Kênh 1
1 lên này, kênh 2 này. Và kênh này là kênh sup các bác nhé. Kênh sup để chuyển sang đánh gộp thì kênh nó sẽ chiết áp đầu tiên là kênh chiết áp kênh số 3 là sẽ có tác dụng. Thưa các bác, thì với cái nhắc lại là kênh số 3 và kênh số 4 này thì chuyển sang chế độ đánh gộp, thành ra là cái chiết áp thứ hai này nó sẽ không có tác dụng các bác nhé. Nó chỉ có chiết áp thứ nhất thôi. Nếu mà siết te thì cả hai chiết áp, nhưng mà nếu mà chế độ đánh gộp thì là chiết áp này có tác dụng này. Và bây giờ em sẽ đẩy cái phần công suất lên thì các bác sẽ thấy là cái phần âm thanh, cái tiếng loa bát này. Đầu tiên em sẽ đưa cái phần này lên. Và xin phép các bác là với cái súp kép bát 50 này thì cái âm thanh của nó phải nói là khủng khiếp nha các bác nhá. Ở đây các bác thấy nếu mà bật ở cái không gian của em ngoài này thì các bác thấy là cái đồ đạc ở ngoài này nó cứ rung quỳnh luôn. Cái máy của bên em là máy kính các bác nhá, máy kính ở đây mà âm thanh thế này mà tiếng bát lên mà rung nó quỳnh luôn. Các bác nghe thấy là xung quanh đây là đồ đạc với cả những cái máy này, nghe nó có tạp âm, kể vì cái súp này là cái áp lực của nó rất là lớn đấy. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên. Thì cái phần súp này thì em chỉ đưa nhỏ thôi, vì cái công suất của con súp này nó cực kỳ khủng khiếp, mà bật to lên thì những cái đồ đạc này nó sẽ rung theo và nó sẽ tạo thành cái tạp âm các bác nhé. Thì thưa các bác là với cái kênh số 3 và kênh số 4 này chuyển sang chế độ đánh gộp, và cái chiết áp thì em mới nhích lên một chút thôi, nhưng mà cái âm thanh của cái loa súp thì cực kỳ khủng khiếp. Và các bác sẽ nghe của em là cái tiếng bát rất là sâu, rất là chắc, và tiếp đến là cái phần tiếng trung với tiếng chép này, nghe là tí tách của loa rất là hay luôn. Thì thưa các bác là cái âm thanh thực tế ở đây thì nghe rất là đã tai, và đặc biệt là tiếng súp ở đây thì chúng ta đang đứng gần cái loa, và các bác thấy là cái cơ thể em ở đây thì nó rung theo cái nhịp điệu của âm thanh, cái quần áo nó rung theo nhịp điệu của âm thanh, cái áp lực của loa nó rất là khủng khiếp. Và với cái áp lực của loa này mà khi mà chúng ta tăng cái chiết áp lên, áp lực nó càng lớn thì nó gây đến cái hiện tượng là cái loa, cái mic em đang quay bằng điện thoại đây, thì cái mic của điện thoại nó sẽ quá cái ngưỡng thu, là dẫn đến nó bị, có thể là bị dè tiếng, các bác thông cảm. Thì lúc đấy là cái quá lực, quá cái ngưỡng nghe của điện thoại các bác nhé. Đấy, còn âm thanh thực tế đây thì nghe cực kỳ đã tai luôn các bạn. Các bạn nghe cái âm thanh rất là phê luôn. Và bây giờ thì em sẽ thử cái độ mic các bác nhé. Thì thưa các bác, ở đây thì em thử tiếp là cái bộ mic DB Acoustic, mã của nó là con 450 2 la mã các bác nhé. Lần thứ 6, các bác nghe phần âm thanh tiếng rất là rõ luôn các bác nhé. Lần thứ 6, 7, 1, 2. Lần thứ 6, 7, 1, 2. Độ nhạy của mic rất là cao, tiếng rất là sáng và rất là rõ các bác. Lần thứ 6, 7, 1, 2. Các bác sẽ nhìn cái tay mic, nhìn trông kiểu dáng rất là đẹp, rất là chắc chắn ở đây. Và con này thì nó có đầy đủ tất cả những cái chế độ nhé các bác nhé. Chế độ ngắt gia tốc là chế độ tự ngắt chờ này, đều có hết các bác nhé. Đời cao của bên DB Acoustic. Mic thì nhìn trông nó rất là chắc chắn và nhìn trông rất là sang trọng ở đây. Các nghe cái phần âm thanh rất là hay các bác nhé. Và đang đứng rất là gần loa các bác nhé. Cách loa độ khoảng 1 mét thôi, nhưng mà tiếng mic rất là nhận, nhưng bị zip mic các bác nhé. Lần 6, 7, 1, 2. Lần 6, 7, 1, 2. Tiếng rất là phê. Xin phép các bác thì xong cái đơn hàng của một cái bác khách đây các bác nhé.
Thì thưa các bác, đây em nhắc lại, đây là cái đơn hàng gửi cho cái bác khách là chú Vũ ở bên Long An, Cần Duộc, Cần Duộc Long An các bác nhé. Thì cái đơn hàng này của bác khách thì chính chia thành hai kiện. Thứ nhất là cái kiện gồm có một cái cục đẩy K8 4 kênh, và kiện thứ hai thì em sẽ đóng là sẽ hai sản phẩm là con KM330 Pro vào cái bộ mic 450. Thì em xin phép ngừng cái video tại đây, và trong cái video sau thì em sẽ test luôn một cái con đẩy K8 tiếp cho một cái bác khách nữa. Và nhắc lại cái số điện thoại của bên em là 0988646683 các bác nhé. Thưa các bác, tiện ở đây luôn thì em cũng test luôn cái đơn hàng gửi cho cái bác là anh Tiến ở bên Quyết Tiến Quảng Bạ Hà Giang. Thì một cái bác khách ở Hà Giang để đẩy con K8 luôn các bác nhé. Con đẩy K8 luôn, con đẩy 4 kênh BPK K8 luôn ạ. Tiếp con đẩy thứ hai các bác nhé. Alin 6712 Alin 6712 Alin. Thưa các bác, thì em đã test ra xong hai cái bộ sản phẩm này, thì xin phép các bác là sẽ đóng cái video tại đây và em đã đóng hàng để gửi đi cho khách hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và thưa các bác, thì bên em là bên Lương Âm Thanh, số điện thoại của bên em là 0988646683. Thì để mà có cái giá thành cụ thể cũng như là giá thành tốt nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em, thì bên em sẽ báo giá cho các bác là giá chuẩn xác nhất. Thưa các bác, thì đây là cái hàng chính hãng, thì thành ra là bên nhà hãng người ta sẽ quản lý cái giá thành mà công khai ở trên thị trường, và giá thành công khai mà khi mà công khai ở trên thị trường thì ra rất là cao. Để các bác muốn cái giá tốt nhất, giá hợp lý nhất thì các bác sẽ gọi trực tiếp đến cửa hàng, thì cửa hàng sẽ có cái giá ưu đãi nhất cho các bác. Cảm ơn các bác, xin chào các bác. Và trong cái quá trình mà theo dõi video thì ở phần phía dưới video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ, các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh, và các bác sẽ ấn vào phần chia sẻ để chia sẻ cái video này. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.